dạ em xin mến chào đây là yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và là đầu tiên xin dâng mến chúc sức khỏe đến đại gia đình yêu thương của mình nha. Chúc cho mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và có những giây phút xem video thật là vui vẻ và thư giãn nha. Thì bữa hôm nay em có một cái câu chuyện, có một cái tiêu đề hết sức là thú vị. Chơi đủ kiểu, đứng nằm ngồi. Trời đã coi cái kết nghe giật mình luôn. Chơi đủ kiểu mà đứng nằm ngồi. Quá trời quá đất luôn. Thì cái câu chuyện này như thế nào? Thì em mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi cái câu chuyện này để xem diễn biến của câu chuyện này ra sao mà lại có cứ một cái tiêu đề nó thú vị đến như vậy nha. Cái câu chuyện như thế này, có hai cái anh này, một anh thì có vợ, một anh thì chưa có vợ, mà chơi thân nhau dữ lắm. Thì cái cuộc sống ở dưới quê, cái nền kinh tế nó đi kiếm việc làm nó thấp á, lương thấp quá đi. Cho nên là hai anh này mới quyết định là đi lên Sài Gòn để mà tìm công việc. Đi làm một thời gian 6 tháng một năm, có tiền rồi mới về thăm vợ. Đó thì hai anh này thì đi cùng nhau là thân, chơi thân nhau dữ lắm. Mới đi lên Sài Gòn đi làm chung nhau. Thì cái anh có vợ cũng bấm bụng để vợ ở nhà, mà vợ mới cưới nữa, cô vợ đẹp lắm nhưng mà để vợ ở nhà. Thì sau một thời gian làm, trời ơi, đàn ông mà xa vợ lâu năm thì đôi khi cũng thèm nhớ vợ dữ lắm, mất là mong muốn là được về gặp vợ mình, mà đặc biệt vợ ảnh là đẹp, đẹp nhất cái khu làng, cái khu vực cái luôn. Thành thử ra là cái ngày hôm đó đó là như là nhớ vợ quá rồi, chịu hết nổi rồi. Thì anh có vợ, ảnh mới nói với cái thằng chưa vợ á, ê mày, tao thiệt mày á, tao đi làm ăn tới nay là coi như là 6 tháng, gần cả năm. Trời ơi, xa lâu quá, 6 tháng mà tao tưởng 6 năm. Tao nhớ vợ tao quá. Kỳ này chắc tao đi về tha quê tao thăm vợ tao quá. Mày có muốn về với tao một chuyến không? Để tao làm mai cho mày. Nhỏ bạn tao á, kêu bằng là nó chơi thân với vợ á, vợ tao đó, nó chơi rồi bằng một đám, có nhiều đứa con gái đẹp lắm. Để tao kêu vợ tao làm mai cho mày vài cô em. Mày coi được cô nào thì vớt cô đó nghe không? Gái dưới quê tao đẹp dữ lắm. Thì nghe nói vậy thì thằng này nghe nói gái đẹp mà. Trời ơi, đàn ông nghe nói gái đẹp mà chịu gì nổi. Cái nghe cũng quái quái. Không mấy mày kêu vợ mày là tao làm mai cho tao nhiều nhiều con nhỏ, coi con nào mà ngon ngon á. Nói được được á. Hay thôi được rồi, với tao về với mày chiến ha. Thế là hai anh này như là tức tốc đón xe đò về thăm vợ liền, mà không có cho vợ biết, về ngay trong đêm luôn. Đó. Thì khi mà về đến nhà thì cô vợ đang ở trong nhà, đang biết làm gì trong nhà đó. Hái rau hay là làm gì với đằng sau bếp đó, đó nấu luộc rau hay gì đó. Thì bắt đầu bất ngờ chồng về, trời ơi, ôm từ phía sau ôm cái cô vợ. Thì tao nói hai vợ chồng, trời ơi, mừng muốn khóc luôn. Anh ơi, trời ơi, anh đi đâu mà lâu quá, em nhớ anh quá, bữa nay anh mới về. Trời ơi, anh cũng nhớ em gần chết luôn em ơi. Hai vợ chồng tao nói líu lo, thương hương nhớ nhớ hết đó. Thì khi mà sau khi mà dành cho nhau những cái lời nói thương nhớ rồi á, thì cái cô này cũng mới đãi một cái món quê nhà, canh chua, cá kho này nọ kia. Thì hai anh em này bắt đầu là ăn xong. Thì tối hôm đó thì nhà thì ở dưới quê đó, thì chỉ có một cái phòng thôi. Phía trước thì là một cái bộ dáng liên quan, bộ bằng dáng. Thì cái thằng có vợ nó mới nói ha, tao nói mày nghe, nhà tao thì cũng không có giàu có gì đó. Thì tối nay hai chồng tao là vô trong cái phòng ngủ nghe không. Nghe nói cái phòng nó sang sang, chứ thật ra là một cái buồng mà nó kéo một cái miếng vải đó, để mà hai chồng tao vô đây, để mà là coi như là lâu quá, bao nhiêu ngày xa cách vợ rồi, bữa nay là tao với vợ tao ngủ trong đây ha. Mày ngủ chịu khó chút xíu ha, mày ngủ trên cái bộ dáng phía trước nghe không. Thì cái thằng này mới nói, ôi tao đàn ông mà ên, mà tao ngủ đâu không được, có chỗ ngủ là mừng rồi, thôi hai chồng mày lo vô ngủ đi. Trời ơi, xong rồi buổi tối hôm đó cái thằng cha mà chưa vợ mới nằm đây ngủ. Thì hai vợ chồng bắt đầu mừng quá, bữa nay là coi như là hâm nóng tình cảm lâu ngày xa cách. Trời ơi, hai chồng bắt đầu nhào vô trong phòng làm chuyện đó. Đó, thì hai chồng cũng đang như là đang tâm sự rồi đó, xong làm chuyện đó. Cái anh ngoài đây nè, đang nằm ngoài đây nè, đang nằm tự nhiên anh la lên. Ây da, mũi á, trời ơi, nó nằm mà nó chích cái mặt, chích tay, chích chân, nó đâu có chừa chỗ nào đâu. Chích đau quá rồi ảnh mới la lên, ui da, ui da, bà mẹ nữa, nằm mà cũng chơi nữa hả? Trời đất ơi, nằm mà cũng chơi nữa là sao? Bắt đầu, cái cô vợ trong đây nè, cô đang nằm với ông chồng đang làm chuyện đó đó. Bắt đầu cô vợ mới khiều anh chồng, anh ơi, anh ơi, anh ơi, gì em đang làm mà em kêu anh gì em? Anh ơi, anh có nghe thằng bạn anh nó nói gì không? Sao mình nằm mà nó mình làm gì mà nó cũng biết vậy? Nó nói mình nằm mà cũng chơi nữa hả? Trời ơi, sao vợ á, sao mà em, sao mà vợ nghe cái thằng bạn anh nó có duyên quá à. Anh ơi, giờ sao đây? Ừ, sao thằng này kỳ quá ta. Không ấy, giờ mình đứng đi em,
chắc có lẽ mình nằm á, mình làm á, nó nghe rầm rầm quá nó biết. Không mấy bây giờ mình đứng đi em. Bắt đầu hai chồng tiếp tục đứng làm chuyện đó. Thì cái thằng ngoài đây nó cũng bị mũi cắt, mũi chết quá nó đâu có chịu nổi, thế là nó đứng lên. Đứng lên mà ngủ gà ngủ gật vậy nè. Thì nó dựa tường cho nó đứng ngủ ngáy vậy đó. Thì không ngờ là mày đứng hay mày nằm gì mũi nó đâu có tha. Trời ơi, giọng thứ mũi mà rừng U Minh Cà Mau mà chịu đời sao thấu. Nó bay vô, nó chích lên cái vai, nó chích lên cái lưng, trời ơi, nó chích khắp nơi á. Bắt đầu cái thằng này đâu chịu nổi đâu, chích quá, mũi nó đói, nó chích quá. Cái nó la lên, mẹ bà nó nữa, đứng mà cũng chơi nè. Trời đất ơi, bà mẹ nó nữa, đứng mà cũng chơi nữa là sao? Hai vợ chồng trong đây đang làm chuyện đó, thì cái cô vợ mới khiều anh chồng. Anh ơi, cái gì vậy em? Sao em kêu anh hoài vậy em? Chỗ đang làm kêu hoài. Anh ơi, anh không nghe thằng bạn anh nói gì hả? Nó nói mình là đứng mà cũng chơi nữa hả? Hay là thôi là sao đi anh ơi, chứ giờ em thấy kỳ quá à. Sao thằng này mình làm gì nó cũng biết anh ơi. Ừ, em nói anh mới đi, nãy giờ mình làm gì sao nó cũng nghe hết trơn. Thôi, không mấy bây giờ mình đổi đi em. Không mấy bây giờ mình ngồi đi, chứ nhiều khi mình đứng mình dựa vô nó nghe. Không mấy mình ngồi đi em. Ngồi có lẽ là nó không nghe đâu hả? Thì hai chồng chuyển qua ngồi, ngồi làm chuyện đó tiếp. Cái hai thằng ngoài này ngoài đây á, ta nói nó đứng nó nằm gì nó cũng bị mũi cắn á, chịu hết nổi rồi. Cái bắt đầu cái nó ngồi xuống, cái sẵn có cái ghế mà ngầm tre đó, nó ngồi xuống nó ngủ. Mệt quá, đi đường xa mệt quá ngủ ngay. Mày ngủ hay mày nằm mày đứng gì á, con mũi nó cũng đâu có tha. Nó qua nó chích tiếp. Chích trời, chích vai, chích tay, rồi chích nữa, chích mặt, lắm chích mũi luôn. Nó chịu không nổi luôn, nó la lên. Bà mẹ nó nữa. Ngồi mà cũng chơi nữa là hả? Ngồi mà cũng chơi là sao? Thì bắt đầu là hai chồng trong đây là kêu ăn là cô vợ của Kiều tiếp. Anh ơi, gì vậy em? Gì mà đang làm kêu hoài? Em ơi, bực quá. Anh ơi, thằng bạn anh nó sao nó kỳ quá? Sao mình ngồi mình chơi nó biết nữa anh ơi? Rồi giờ sao đây? Nó nói mình ngồi, ngồi mà cũng chơi là sao? Đó, giờ anh tính sao đi chứ em là em chịu hết nổi thằng bạn anh rồi đó. Ừ, cái thằng này sao kỳ quá? Thôi mày nghỉ đi em ơi, nghỉ cho nó khỏe đi. Tao nói từ nãy giờ tao nói nó cứ làm gì mình làm gì nó cũng biết hết á, làm như nó nghe lén mình hay sao đó. Rồi hai chồng nghỉ phẻ luôn, đi ngủ luôn. Thì sáng hôm sau hai thằng mới ra ngoài cái lu á để mà xúc gạo đó, gác cái lu nước mưa đó để mà xúc đánh răng á. Trời ơi, cái thằng chưa vợ đang xúc miệng vậy nè, bắt đầu cái thằng có vợ đó hồi tối hôm qua nó ngủ đâu có được, tức quá nó qua nó quánh cái đít thằng Kim cái chát. Mày á, tao nói mày nghe ha, tao thì nghĩ là bạn bè thân chí cốt tao mới rủ mày về quê. Tao đã nói mày rồi, vợ chồng tao cả năm nay gặp nhau có một lần. Trời ơi, hai chồng tao đang làm chuyện đó mày nghĩ sao mà mày nghe lén mày la lên. Nằm mà cũng chơi, đứng cũng chơi, ngồi cũng chơi. Sao vợ chồng tao làm gì mày cũng biết, mày biết thì mày cũng im cái miệng mày lại, sao mày la làm chi vậy? Trời ơi, tao bực mày quá, hai chồng tao không có làm ăn gì được với mày luôn. Thì cái thằng kia nó nghe xong đang đánh răng vậy nè, cái nó súc miệng xong nó la, nó ngước cái đầu lên dòm nó, ủa vậy hồi tối hai chồng mày làm chuyện đó hả? Trời ơi, tao đâu có biết đâu. Trời ơi, tao không có tình thiệt là nói thiệt với mày á. Nhà mày sao mũi quá trời mũi mày ơi. Tao nằm nó cũng cắn, nó chích tao mặt mũi mày, chân tay tao nó cắn nát bét luôn. Mày nhìn đi, mày nhìn đi, tao ngủ không được. Nó cái tao nằm nó cũng cắn tao, cái tao mới la lên. Nằm mà cũng chơi nè hả? Nó đứng, tao đứng nó cũng cắn tao luôn. Thì tao mới đứng, tao mới nói đứng mà cũng chơi nè. Tao ngồi nó cũng cắn, tao mới la là đứng ngồi mày cũng chơi nữa hả? Chứ tao đâu có biết hai chồng mày làm gì trong kia đâu. Thôi không mấy cho tao xin lỗi nha, tao không có cố ý mày ơi. Trời ơi, vậy là rốt cuộc là mày bị mũi cắn mày la nè hả? Trời ơi, hai vợ chồng tao hôm qua không ngủ được. Trời ơi, tự nghĩ đó là mày, trời ơi mày vô duyên ơi, vô duyên luôn mày ơi. Thôi giờ tao không biết, xin lỗi hai chồng mày nha. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là vui mà em cũng đã từng kể trong những clip kia rồi, nhưng mà biết đâu được cũng có rất là nhiều người người ta chưa có nghe cái câu chuyện của em, cho nên là một lần nữa em muốn kể cho khán thính giả quý vị nào mà chưa có thưởng thức câu chuyện này có thể nghe câu chuyện này cho nó vui, nó mang tính chất gọi là kể chuyện tiếu lâm hài hước đó. Thì em muốn chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình ha, và hy vọng rằng mọi người sẽ có những phút vui vẻ và thư giãn khi xem những clip của em. Mến chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.